Chứ giờ thấy chị giống như là rất là mệt chứ anh chị, thấy rất là tội nghiệp luôn. Ủa này kia Bác không? sĩ bên bệnh viện xanh á, người ta nói con tôi nhiễm máu vậy đó. Nhiễm máu hả? Dạ, người ta nói cái gì nhiễm bệnh đó. Cái bệnh xã hội ha. Dạ. Rồi con chào cô ha. Dạ. Cô là hàng xóm của với nhà của cô Ly hả? Cô Ly. À, cô Ly. Cái nhà của cô Ly ở trong xóm láng giềng ở đây nhà cổ sao cô? Bà khó khăn lắm. Rồi con cũng bệnh nữa. Đưa với trong xóm này kia có xích mích hay là này rồi kia bệnh không? Một đứa con là chồng bỏ luôn. Con nghe nói là cái bệnh bệnh xã hội ha, bệnh hiểm nghèo á. Rồi nhà thì hình như là cô Ly bị mù đó cô. Cô Ly cũng bà dòm thấy chút chút à. Dạ kính thưa chú anh chị, thì hiện tại Huy chưa vào tới hoàn cảnh của cô Ly á. Huy có gặp cô ở đây là hàng xóm của nhà cô Ly, thì Huy có hỏi thăm á chú anh chị là bình thường cô Ly ở đây là với chồng sống gì là cô tốt này kia bình thường. Rồi, vậy con cảm ơn cô ha. Dạ rồi, chúc cô sức khỏe nha. Dạ, để đây con vào nhà của cô Ly. Ở cái nó tốt. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Dạ đây là đường vào nhà của cô Ly đó chú anh chị. Rồi con chào gia đình mình nha. Xúc xúc bãi. Dạ. Ai ai. À, chị nha. Vì sao con ngồi trò chuyện có ảnh hưởng tới chị không? Nói chuyện người bé sợ bé thích không? Thôi mình ngồi ngoài đi. Dạ rồi, kính thưa quý chú anh chị, thì hiện tại Huy đang ở đây là anh Minh. Anh bữa hổm thì trong clip nhà chị Mừng đó thì chú anh chị đã biết anh thì làm bên thương binh xã hội. Thương binh xã hội bên của xã Lương Hòa chú anh chị. Với bên đây thì có chị là chị Bích Lan. Chị Bích Lan phó tịch mặt trận. Phó chủ tịch mặt trận của xã. Dạ thì hoàn cảnh này là giống như là em cũng được anh Minh với phía bên xã có chia sẻ về hoàn cảnh của cô cho em biết á. Thì anh Minh có thể kể sơ về hoàn cảnh như thế nào để cô chú anh chị hiểu rõ không anh? Thì nhà cô Thạch Thị Ly có 4 nhân khẩu. Thì thuộc hộ cận nghèo. Thì cô có cái người con bị bệnh xã hội. Và chị Thạch Thị Phan Ly. Sinh 1988. Thì chị mới vừa sanh đứa bé khoảng 10 tháng. Thì hiện tại sức khỏe chị cũng đang yếu. Em nghe như tiếng chị đang mệt hết chú anh chị. Cô lớn tuổi đó chắc là mẹ của chị. Chị Thị Ly hả? Chị cô Thạch Thị Ly là mẹ của ruột của chị Thạch Thị Phan Ly. Mà em nghe anh nói như là cô là không có thấy được hả? Cô bị mù hai mắt. Mù hai mắt rồi. Cái đó là mới phát hiện bệnh. Cô bị cũng khoảng năm mấy nay. Mới bị năm mấy nay. Là cũng còn đi được nhưng mà bị mờ. Bị mờ ha. Chị Phê Ly đang mệt đó chú anh chị. Vì tính vào hỏi thăm gia đình nhưng mà thấy chị đang mệt nên đi chưa vào chú anh chị. Thì chị Phê Ly là có tổng cộng là 2 người con. Đúng rồi. Đây là chắc đứa nhỏ hả anh? Đứa nhỏ. 1 tuổi mấy hả? 10 tháng hả? 10 tháng. Chú chào con nha.
Bệnh gì? Sao không đi bệnh viện có bảo hiểm? Mẹ đã nhỏ. Đi làm cho đi làm cho người ta. Chú phụ trong trong bé nhỏ được không? Đi thuộc đất mẹ, thích làm mỗi mình nhạc thù cho mẹ quá. Chứ thấy chứ thấy bây giờ chị mệt quá trời. Chứ thấy nổi dậy dậy về ngoại quá. Họ nó tích thay quỳ dùng tới bú cho nó bú pha sữa pha gì cho nó. Pha sữa thôi chứ đâu bú đâu có bú mẹ đâu. Pha sữa chắc sữa bịch đó. Hồi sữa mà. Hồi sữa nó phê sữa cho nó bú sữa dùng pha sữa pha gì cho nó đi. Dạ kính thưa. Dạ kính thưa chú anh chị, thì hiện tại Quy quá bên nay lối xóm nói hai ba bữa nay mà giống như là chị Philly rất là mệt trong người chú anh chị. Nãy giờ vô là chị than mệt, kêu cứu mẹ không chú anh chị. Thì hiện tại Quy mới nói chuyện với anh Minh, nói bây giờ chị cũng có bảo hiểm. Thôi thì bây giờ tại vì mấy hôm nay cũng muốn lên vô nhập viện chú anh chị, nhưng mà không có ai mà ở nhà coi bé nhỏ. Với lại mẹ già lớn tuổi mắt thì đã mờ chú anh chị, không ai trông bé nhỏ. Thì nãy giờ chị rất là mệt, Quy mới đến danh Minh thôi đưa chị vào nhập viện và chưa đưa con gái lớn của chị vô trong chị. Vì bé nhỏ nhà thì với mẹ lớn tuổi đó, nhờ anh chị hàng xóm phía bên đó chú anh chị phụ trông coi thôi. Chứ giờ thấy chị giống như là rất là mệt chú anh chị, thấy rất là tội nghiệp luôn. Cái này lên là lên bệnh viện Châu Thành luôn á chị. Vô đa khoa luôn hả? Giờ cái này là chuyển lên đâu anh Minh? Chuyển lên đa khoa tỉnh luôn hả? Có anh không? Chị bệnh viện sàng lọc á. Chị có bệnh lao phổi như kia không? Trường hợp này. Trường hợp này. Thì thường phải chuyển bệnh viện nào đó, họ hỏi cô thằng nằm bệnh viện nào. Ủa cô. Đó giờ chị có từng nhập viện chưa? Nhập hồi đó nhập bên bệnh viện xanh đó luôn á, rồi bên Càng Long nữa. Bên Càng Long là bệnh viện của huyện Càng Long á hả? Dạ. Bởi vì hồi đó nó có chồng đi bên Bình Phú đó, rồi người ta thấy ở đây xa, người ta đi nhập bên bệnh đó. Dạ. Rồi bên bệnh viện mình thì nhập bên bệnh viện Đa Lộc á. À, bệnh viện Đa Lộc, bệnh viện huyện á. Bệnh viện huyện Châu Thành mình á. Có cho dược tiếng không? Mà nó đi ra trái tiếng. Ừ. Sợ dược tiếng không cho hả? Dược tiếng không. Nãy giờ Quy tính vào trò chuyện với
cô ở chính trị mà chưa được chính trị. Con thì có các anh chị làm bên xã có liên hệ giới thiệu hoàn cảnh cho con á. Hôm nay con qua ghi hình. Tính bà đi kiếm tụi tôi. Nói có đâu làm gì ở đâu. Cái gì? Anh Minh ngồi luôn đi, ngồi đi em đứng được nè, ngồi đi, anh chị ngồi đi, ngồi chị. Rồi con chào cô nha. Dạ. Trời ơi, cô khóc mà Huy không không nói nên lời chứ chị. Thì chị đang bệnh ở trong đó là con của cô đúng không? Dạ. Tôi có hai đứa con rồi chú. Tôi không có chị em gì với anh ta nữa. Có hai đứa con gì? Dạ. Đây là người con thứ hai. Thứ hai rồi. Dạ, rồi thứ ba đi mặn ở bên Dương. À, đi mặn ở bên dạ, Dương. Dạ, nuôi hết. Nuôi vợ, nuôi con, rồi nuôi tôi, rồi nuôi cha, nuôi dạ. Chị nữa. Vậy là chắc con trai á cô? Dạ. À, chưa có gia đình không cô? Có rồi, nó nuôi vợ, nó đứa con nữa. Có hiếu chú anh chị? Dạ. Dạ. Thì nãy giờ con thấy chị ở trong mà mệt trong người á, dạ. Đó là chứng bệnh, đó là bệnh dạ. Bệnh sao vậy cô? Có bị lao phổi này kia không? Bác sĩ bên bệnh viện xanh á, dạ. Ta nói con tôi nhiễm máu vậy đó. Nhiễm máu à? Dạ. Dạ. Người ta nói cái gì bệnh đó. Cái bệnh xã hội ha. Dạ. Rồi tôi cũng không biết gì nữa cậu ơi, tôi nghe người ta nói sao mình dạ. Ấy vậy. Cô họ tên là gì cô? Tôi Thạch Thị Ly. Năm nay cô nhiêu tuổi à? Tôi 56. Ừ, 66. Năm sinh là 58 đó. Dạ, 66 gì con gọi bằng cô ha. Dạ, cô dạ. Thì cô là người dân tộc Khmer cô ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì gia đình cô thì có dạ. Gì ông xã cô mất lâu chưa? Tôi không có ông xã một người đó, tôi cũng như làm bé anh ta, tôi lại về quê ở theo cha đó. Tôi ở bên Tà Teo Quân Hòa lại ấp nhị. Yeah. Rồi tôi về theo cha ở, có vợ ở đây đó. Yeah. Rồi thành ra tôi gặp với ông Trường ở Bách Chét đó, được yeah, yeah. Được đứa con này. Yeah. Rồi tôi đi giữ dưỡng cho anh ta coi mới được thằng con trai đó nữa cậu hai ơi. Yeah, tôi không có chị em. Yeah, không có chị em gì. Mẹ tôi chết hồi tôi 16 tháng lận. Tôi đâu có biết mẹ gì đâu. Không có dòng họ, không có em gì hết trơn. Bởi vì con bệnh đâu có đem đi đâu được, con mình á cậu hai ơi. Rồi đứa em cháu lớn của cô năm nay nhiêu tuổi? 13 tuổi nó. 13 tuổi. Còn đi học không? Dạ còn, bây giờ nghỉ hè đó cậu hai. À, đang nghỉ hè. Dạ. Còn đứa bé nhỏ là 16 tháng là nó 11 tháng. Dạ, nó 11 tháng, bữa 21 á. 21 rồi đó. Thì cái tình hình mệt này là diễn ra mấy ngày rồi bà hay là mới bữa nay? Hơn nửa tháng rồi. Tôi nó ít nhiều tôi cũng mệt mà bằng ngày cũng mệt. Cái bữa nào nó yếu là như vậy đó. Bữa nào không yếu thì ngồi đỡ. Còn nó yếu vậy không có con cháu gì đâu có giữ được đâu. Tôi thành ra tôi bởi vậy. Thì chị là mắc cái chứng bệnh xã hội đó lâu chưa cô? Hồi đó mang bầu nhỏ này bác sĩ không cho hay đâu. Ta chừng sanh rồi mới ta cho hay, ta nói cho hay sợ mình có em bé trong bụng á, mình hồi hộp á. Rồi ta sanh rồi mới bác sĩ cho mẹ chồng nó với chồng nó với em chồng nó biết. Mới bà nói với thằng em út tôi nè đi thăm nó đó. Cái bà nói đừng nói cho tôi hay tại vì bệnh tim, tôi bệnh tim á. Dạ. Rồi. Trong người cô hiện tại là bị tim, có bị bệnh gì nữa khác không? Bệnh đau rồi. À, khớp thì khớp. Lưng nữa. Lưng. Rồi bệnh tim tôi ai. Cô có bị tiểu đường này kia không? Không. Không. Dạ.
gương mặt bên này thì không thấy, bên này thì thấy nó không có rõ. Như cái lấy cái nước bọt cơm á, nó để nó ăn ăn trắng trắng vậy đó. Coi mắt cô có cái nào bị cơm không cô? Không biết sao, đi bác sĩ nói tiêm mổ không được. Đi hồi lúc đó chùa gì tạm thái gì bên miệt quá, cho giấy lại cho chùa này nè, cho đi lên mổ ở thành phố, đi ta lên hết trơn. Tôi còn có mấy người tôi lên cái bác sĩ thấy tôi mặt xanh tái hết, nói cô chứng bệnh gì, nói không biết. Bác sĩ ơi, tôi là xỉu là lâu lâu một năm ba lần á. Rồi bác sĩ nói vậy là cô bệnh tim rồi, bây giờ trị mắt cho cô không được rồi, thành ra tới giờ luôn mười mấy năm rồi á. Phải trị được. Vậy là hiện tại bây giờ cô đi cô không có thấy được dạ, hay là thấy mờ mờ? Thấy mờ mờ chứ không có thấy rõ. Vậy là sinh hoạt này kia trong nhà cô làm được bình thường hả? Tôi gắng làm cậu hai ơi. Con ngồi đây thấy rõ con không? Thấy mà không có thấy hình cậu hai, tôi thấy có hơn ấy vậy trắng trắng vậy thôi. Chứ không có thấy rõ hình. Như cậu đi ra rồi cậu vô tới đừng hỏi tôi. Đừng hỏi tôi coi không thấy. Dạ. Dạ. Thì hoàn cảnh của cô á, con cũng được bên phía chính quyền của bên xã có liên hệ với con giống như nhờ con qua ghi hình để đăng tải video lên trên cộng đồng mạng để nhờ quý cô chú anh chị mạnh thường quân có thể giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con. Thì sớm con tính vô để trò chuyện với cô ấy, nhưng mà lúc vô thì thấy chị đang giống như là mệt trong người á. Vậy là chị mắc bệnh, cái bệnh đó là bệnh xã hội chứ anh chị, thì vì con tiện nó ra đó là bệnh xã hội, thì đó là bị cái ở người chồng trước không biết sao nữa, không biết từ đâu luôn á. Dạ bị vậy, bác sĩ tới chân xanh nhỏ rồi mới bác sĩ nói, chứ bác sĩ nói biết hồi con còn trong bụng là mà không dám nói cho cô biết, sợ cô hồi hộp rồi có em bé đó. Sợ em bé rồi nó mình hồi hộp quá nó ấy cho em bé. Bác sĩ sanh rồi mổ rồi mới nói cho chồng nó với mẹ chồng nó biết. Rồi em chồng nó biết. Rồi em rồi bây giờ chồng nó ly dị hồi con được 13 tháng 4 bữa lận. Là bé gái lớn. Bé gái lớn cũng cha ly dị hồi bé được 2 tuổi 3 tháng. Là cái đó là có hai người chồng là có cưới hỏi đàng hoàng hết. Sau này làm 2 mâm mà còn trước thì làm được 17 mâm. Chồng trước á thì cưới tại đây nè, cưới tại nhà này, còn chồng sau thì làm bên đằng trai mâm, bên đằng gái mâm mà cậu hai ơi. Có nhiều đó. Rồi không biết bây giờ là cái tình hình sức khỏe của hai bé nó có bị cái chứng bệnh của chị di truyền không? Con nhỏ này nó ấy cái đầu như nó ụ tại, nhỏ lớn này nè. Nó nói ngoại. Bé gái lớn hả? Dạ, nó nói mẹ ơi ngoại ơi, con bây giờ con ụ tại với con nhức đầu. Không biết nó có nhiễm gì không, tôi không biết cậu hai ơi. Tôi bởi vậy tôi lo vậy. Chưa đi xét nghiệm phải không? Dạ. Chị nó nói cho tôi với mẹ nó nghe thôi ạ. Rồi để con sẽ sắp xếp, con sẽ đưa giống như là đưa hai bé đi xét nghiệm thử coi có bị cái chứng bệnh của chị nó di truyền không ha. Dạ dạ. Thì hồi nãy vô thấy chị than mệt đó, bây giờ đỡ chú chị giống như có cơn đó chú chị. Nhưng mà ở đây cô nói nếu mà bây giờ đưa chị vô nhập viện thì vẫn được, nhưng mà không có ai trông bé nhỏ. Bây giờ nếu mà ở nhà không có tiếp hơi vậy nó không biết sao. Nó nói mẹ ơi bây giờ gắng đem con đi bệnh viện đi, ở con không có, nếu mà mệt quá con chịu không nổi là con không nhịn nổi con. Nó nói với tôi vậy. Bởi vậy tôi một đêm tôi bây giờ vậy đi, bây giờ ở sống gì mình á, có cô nào giống như là đi làm thuê làm mướn á, thì bây giờ con giống như con nhờ con đem chị vô bệnh viện rồi con sẽ trả tiền cho mình đi phụ nuôi á, đi phụ coi chị thôi. Mẹ ta chua con bằng cua đấy, con bằng cua là cái ở thuê á, mướn giống đi coi chị á, đi trong coi chị á. Tại y bằng cua cách nhảy ta mình lại kết là chua thuê thủ đấy. Cách nhảy chung á. Dạ, cách nhảy ta. Giờ có thể liên hệ nhà chị đó gần đây không? Nhà chị đó gần đây không? Biết ở xa gì. Ở gần Khó Đạn. Dạ. Ở gần Khó Đạn. Nên là sao mà liên hệ được ta? Vậy Úc có in hay bọn hay lách? Vậy Úc có lách? Mạnh mẽ nói cái đó nha.
Ôi ô. Ở Mạnh Dung hồi cho đứa. Tại bây giờ Quy nghĩ là nếu mà đem chị đi nhập viện á là phải đứa con gái lớn của chị đi đi nuôi chị, nhưng mà nếu mà con gái lớn chị đi á thì bỏ ở nhà người mẹ già với đứa bé nhỏ nữa không ai trông coi nữa chú anh chị. Nó đút chào đút gì rồi ỉa này tôi coi không thấy đâu cậu Hải ơi. Bé này nè. Giờ hỏi chị đó giùm con đi, chị đó có chịu không, người con sẽ trả tiền hàng ngày cho chị. Dạ. Dạ. Cá. Thầy nó cuốn sạt chứ. Và cái ôi cái hồi chẳng bàn ôi cái tốt. Ai miền si luôn là anh Dung. Là có người tính xin nuôi bé nhỏ hả? Mình bò mảnh đúng không? À. Quên bò mảnh nữa. Khác sẽ rộng tải thôi. Thôi thôi. Dạ. Đổ tên lại em. Con ơi tên lại em. Cha anh ta nói ta. Vô thuộc lệ cả. Nói tôi lại tôi. Ôi vậy. Là không có liên lạc, không có liên hệ hai bé luôn hả? Không có giúp đỡ gì cho hai bé luôn hả? Sao đành đọn gì chú anh chị? Tôi nói cho nghe nè. Tôi nói cho cậu nghe cái hoàn cảnh tôi bởi vì nó sao nó khổ. Cứ sanh con rồi tao không cho nhìn tôi. Tao không cho qua nhà tôi được ngủ một đêm nữa. Ta nói ở đâu thì ở đó không cho qua lại gì. Không cho ở nhà gì qua nhà tôi. Rồi mấy con tôi nói anh ơi bên này cũng mẹ và bên kia cũng mẹ. Sao bên anh ở 2-3 tháng rồi còn mẹ bên này cũng mẹ và ngoại sao mà không cho đem gì cho về. Nó nói hot đó bạn ơi hot đó. Hot tập về hot đúng hot lần đó. À tôi sẽ lấy hoa lạng bình á. Ừ, chơi ná ra tôi tha. Tôi tha miệng sắp phê. Anh dễ mà ná hay em. Tôi sẽ khỏi tha dạy cua xua xua thay dạy cua rộ. Bởi cái châu người mở con thì họ sắp phê đi thôi. Dạ. Dạ. Ở đây thì chị cũng được bảo hiểm với chú anh chị. Thì bảo hiểm nhưng mà đi người ta cho mình đóng tạm ứng trước á. Tại vì ta đi tới là ta hỏi tiền á, bởi vì tôi không có tiền, tôi thành ra tôi không có đem con đi đâu được, rồi không có ai ấy nữa. Có cháu vậy rồi không ai lo cho nó, bởi vì tôi. Nếu có bảo hiểm nó cũng chi phí nó không nhiều đâu, để con xin ý kiến Mạnh Thường Quân rồi đưa chị vào nhập viện đi. Nhưng mà quan trọng bây giờ là Huy đang cho kiếm người để đi vào bệnh viện trông coi chị với chú anh chị. Tại vì ở nhà có mẹ già rồi bé nhỏ nữa thì đứa con gái lớn của chị phải ở nhà để trông coi nhà nữa đó. Thì cái vấn đề mà xét nghiệm cho để coi hai em thử coi có bị giống chứng bệnh của chị di truyền không đó, để tính sao chú anh chị. Đó thì Huy sẽ dẫn hai con gái lớn của chị với bé nhỏ đó đi vào bệnh viện xét nghiệm thử coi có bị di truyền không. Thì Huy giống như là mình cầu ơn trên đi, đừng cho hai bé bị nhiễm chị hết cô ha. Dạ. Cho cháu mạnh giỏi, đừng cho bệnh như mẹ đó. Giống như có cơn chứ anh chị, hồi nãy vô là chị muốn than mệt lắm, bây giờ là đỡ, nghe anh Dư đỡ đó cô. Nó ba hồi nó ấy ha, tới chừng nó nóng quá nó mệt lên á, mệt lên cái đạm nó lên á, nó không được, thở không nổi. Nó đạm nó, cái bọc á, bọc giấy á, ấy là, ấy kìa. Đạm lên có hồng hả? Dạ, tới chừng mệt quá là lên đạm nó không được đâu, mệt là mắt, vuốt không vuốt là lên ngồi vậy á. Ta dục là cái ọt lăn này cho lai lợn nó bận được mà anh kịp ẹt á, kịp ẹt chung nó là ngồi giữa mới ấy được, chứ còn nằm nó đạm nó lên là thở không nổi. Chính trưởng đâu với cái nổ lắc lát đây, ba nhìn vậy anh đâu với cái nổ lắc lát. Bé tôi thật, ba che một cách mà. Vì hiện tại bây giờ là giống như lúc mà chị chưa đổ bệnh á là chị đi làm đi làm chỗ hơi rau với bên vợ ông khè này nè với bên tôm á. Dạ. Đi làm chứ không có là không có đi, phần thu nhập ai, đó. Dạ đi bằng gì của ai mướn làm gì làm hết trơn à, không có ấy đâu cậu hai ơi. Rồi đứa con trai út của cô á đang làm ở Bình Dương phải không? Dạ. Bình Dương thì cái đó là
giống như cưới xong là ở bên mình hay là ở bên bên, bên tôi mà tôi không có nhà, chỉ có một cái nhà một khuẩn này ha, không có nhà dưới nhà gì hết trơn á. Rồi thành ra nó đi về nó ở bên nhà bên vợ nó vài ngày, rồi nó về bên đây vài ngày, chứ ở bên đây thì chật chội. Rồi về bên bển cũng chật, mà nhà ta đỡ hơn bên tôi. Gần không nhà xuôi? Ở bên gì Long Đức á. À Long Đức hả? Dạ. Dạ rồi dạ. Dạ. Còn tôi chào cậu thấy ông nhà không có nhà dưới nhà gì hết trơn, có một khuẩn gì à. Nhà này cũng được nhà đại đoàn kết đó chứ anh chị. Dạ, bây giờ hư hết trơn, cái cột nó nứt hết trơn rồi. Tôi mới quen dính bạn ơi. Ủa cô, cái bảo hiểm mà cô nói lúc đó cô có đi khám thử không? Mà cô nói bên này là người ta chi có 50%. Bởi vì bác sĩ người ta nói cho hay mà. Người ta nói cho tôi làm hộ nghèo đi. Đang đi khám là không có tốn tiền. Còn như bảo hiểm này là phần trăm, 5%. Cái kia thì hết, không có tốn. 95% hết chứ vậy, dạ. Không phải 50 nha cô. Đó là bảo hiểm chi 95% cho mình rồi. Là gia đình. Thì ông bác sĩ đã nói bây giờ cho cô làm bảo hộ nghèo cho được. Dạ. Rồi miễn phí hết. Còn cái này là đóng phần nữa. Không cô, 95% bảo hiểm chi 95% cho mình. Là nhà mình chịu có 5% mà. Dạ. Cái đó là tôi biết tại vì nãy bên anh Minh bên xã có liên hệ bên y tế rồi đó. Dạ. Cái gì số tiền nó không nhiêu đâu, bây giờ con sẽ đưa chị vào nhập viện đi. Dạ. Nhưng mà để con coi nhập viện chắc phải nhập viện ở Đa Lộc á, của huyện Châu Thành mình á. Đi trái tiếng sợ không được á. Đi đó rồi ta chuyện lên tỉnh. Dạ, bây giờ hồi nãy có ai đi hỏi giùm chị đó mà ai đi đâu? Chỉ người anh nó đi không? Hỏi người mà thuê người để chăm sóc chị ở bệnh viện á. Em chắc có tôi xua xua thả mình qua lên thả hơn mình mai đúng á, xua thả mình mai xua xua mới thả hơn. Đó đang giống mướn luôn anh Minh. Mướn luôn đi chứ giờ không có ai. Để hỏi coi người ta có chịu nữa không nha, người ta có chịu nuôi không? Thì nuôi mình trả tiền hàng ngày cho anh ta. Cho anh Dung với chồng bạn cô đứng đi. Mình đứng đi, mình đứng. Thấy cái đèn cái chồng thật, ôi cô cái chồng xin đó. Bây giờ, thôi ví dụ hoàn cảnh của mình khó khăn á, nói với chị đưa bé nhỏ cho cha của bé nuôi đi. Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của người ta, ta cũng chăm sóc tốt à, không sao đâu. Bây giờ cái sức khỏe của chị lo còn xong nữa kìa, sao mà nuôi bé nhỏ được. Cô khuyên chị đi. Đó, bây giờ chị đâu có làm. Nhưng mà chị phải nghĩ sức khỏe của chị chứ chị. Vừa hạnh phúc của nó, vừa mình cũng. Đúng rồi. Chứ giờ chị không đi làm được này kia rồi bé nhỏ sao có điều kiện để nuôi bé chị. Thôi giờ thời gian này cứ đưa bé cho ba của bé nuôi thời gian này đi. Rồi chị gắng chữa lành bệnh của chị đi rồi tính nữa. Chứ em thấy cách mà chị ôm bé nhà vậy là không phải là cách tốt đâu. Này em khuyên chân thật đó. Nó giờ chị ngồi chị mệt vậy, bản thân chị lo còn không được, sao chị lo cho bé nè. Cái bảo hiểm là đi vô trực tiếp cấp cứu luôn, không cần chuyển tiền. Cấp cứu đã khoa tỉnh à? Ừ, là chở đưa cấp cứu, không có làm giấy chuyển. Rồi vậy bây giờ điện thanh niên xung kích luôn ta. Thanh niên xung kích hả? Cũng được, anh có thân với ổng không? Không có thân. Giờ để coi tình hình có đi mướn chị kia được không? Cần cho đứa bé này đi nuôi hả? Không, là cho bé này ở nhà coi bà với coi em đi. Mướn chị kia nuôi. Mướn chị kia nuôi chị ở bệnh viện nha. Ngày trả chị 150-200 vậy đó. Giờ ở nhà đi làm thì kia cũng vậy thôi. Bán giấy số. Bán giấy số hả? Sống có thả hàng cua phải tốt. Dêm thử xua mình mai nữa dêm. Thử xua mình mai thả thầy dây cua lên nã cắt ngay nha. Thôi dừng chụp. Ừ, thử thả. Thả rõ, phe tôi chuyện chấm
chụp cái ria phết ơi chung bà cắt tình nếu ôi mở chứ nâng tích bà cắt tình nếu ôi mở chứ nâng tích em hiện tại đang nhờ chị đi kiếm người để đi nuôi chị Phê Ly á chú anh chị, là con của cô á đang bệnh ở trong nhà đó. Ủa ở phía trước này cái này là cái gì vậy cô? Thấy dạ. cái trò nhỏ này cái đó trời hồi đó trời gà rồi đẹp bếp á à, dạ. Rồi tới chân hư hết không có tiền mặn á cậu hai ơi dạ. Thằng con nó thấy tôi chùm củi đó rồi nó dạ. Làm cái chạy cho nên ấy bếp á là nhà mình có chút xíu ở đây á dạ, hả dạ dạ có một căn nhà này rồi chỗ nó nướng rồi toilet này kia ở đâu không có toilet tôi không có toilet luôn hả tôi có mà tôi không dám đi tôi để trong nhà không dám đi đây chú anh chị sợ nó bốc hơi lên đây chú anh chị toilet của nhà cô ở đây nè chú anh chị lấy cái miếng láng dựng lên làm cái toilet cho chú anh chị. Thì hiện tại cái tình hình này giống như là cấp bách chú anh chị, thì Huy sẽ điện và xin ý kiến của quý mạnh thường quân sau. Bây giờ Huy sẽ xử lý trước, Huy cũng sẽ trích cái phần tiền quỹ của cô Yvonne để Huy lo cái phần này trước. Tại vì Huy thấy nếu mà cứ để chị ở nhà mà chị hấp hối mà sức khỏe yếu chú anh chị không có tiếp hơi này kia kịp thời đó, Huy sẽ có cái chuyện nó không hay xảy ra đó. Bây giờ được một cái là chị cũng có cái phần bảo hiểm này thì đã liên hệ bên y tế, người ta sẽ chi 95% và nhà sẽ chịu là 5% chú anh chị, bởi vì cái chi phí nó cũng không có nặng. Nhưng mà quan trọng ở đây là bây giờ không ai là đi nuôi chị, bây giờ Huy đang cho người giống đi kiếm người để nuôi chị á ở trong bệnh viện đó. Thì hiện tại bây giờ chút nữa Huy sẽ đưa chị đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh sát bên nhà của Huy trả nó chú anh chị. Đó thì ở đó thì Huy có thể tới lui cũng gần nữa chú anh chị, nó cũng tiện cho Huy nữa. Dạ rồi thưa cô, thì phần mà chút nữa đưa chị đến bệnh viện đó thì chút nữa đợi cái người mà có nhận chăm sóc chị không thì mình mới tính nữa cô ha. Chứ giờ con đưa chị đi rồi không ai chăm sóc chị, đưa bé gái lớn đi chăm sóc chị thì ở nhà không ai coi cô. Cô nhắm khả năng cô ở nhà cho coi bé nhỏ được không? Tôi coi không thấy, tôi tới chừng rồi nó ỉa đai, tôi coi không thấy cậu hai ơi. Đút còn đút chậu cho chờ đút dùng. Đút chua cho mỏi. Dạ. Chứ gần ở đây mình không có bà con đút thịt gì hết hả? Tôi, con thằng em này tôi không có chị em với ta. Em này là sao với con? Em cha chung mẹ khác. À, cha chung mẹ khác. Tôi có mình à. Tôi không có chị em với ta đâu, hồi nhỏ tới lớn mẹ tôi chết tôi không còn biết mẹ trắng đen thấp á. À nhiệt nếu tính đường đó cũng được nữa. Vợ này cũng được nè, vợ này. Ở nhà chị này nè. Đi dắt mọi dễ cũng mọi ngày đó. Dạ. Đó. Dạ vậy cho ở nhà phụ coi cô với bé nhỏ đi. Tại vì bé cũng đâu có bú sữa mẹ đâu, cũng bú sữa bình không à. Nó cũng dễ. Theo mẹ đó được. Con gái gì chút nữa con đi theo mẹ vô bệnh viện nuôi mẹ nha. Hả? Thì con cứ vô thì con coi mẹ. Mua đồ ăn này kia cho mẹ ăn thôi. Vô có bác sĩ này kia anh ta lo mà. Con đi coi mẹ cho con. Như mua nước, mua đồ ăn này kia cho mẹ thôi. Đó. Rồi con lớn rồi, con 13 tuổi rồi, đâu phải nhỏ nữa. Linh mẹ đang bệnh vậy đó, vô trong coi mẹ ha. Chú sẽ nhờ người ở nhà coi em gái con với bà ngoại con. Ha. Vậy đi. Rồi vậy bây giờ con soạn đồ đi, con soạn chút đồ đi. Đó, rồi chú liên hệ xe qua đưa hai mẹ con nhập viện luôn. Thôi ni bạch áo khô tới cho. Thưa mẹ chào thưa bệnh viện. Thì giờ áo khô chào bạch đó. Đó có chú anh chị thì Huy cũng được sự gợi ý từ giống như bà con sống viện ở đây á, thì Huy sẽ đưa chị Phê Ly vô trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để nhập viện và đứa con gái lớn của chị sẽ vào trong để nuôi mẹ chú anh chị. Ở nhà thì Huy sẽ nhờ ở đây cũng là giống như là bà con chú anh chị.
bà con thì có thể là qua đây hỗ trợ ở nhà coi cô với lại bé nhỏ, thì cô chú ở đây thì chịu cái phần đó chú anh chị, chứ vào trong bệnh viện mà để chăm sóc trực tiếp cho chị Philly á, tại vì chị đang bị mắc cái căn bệnh xã hội chú anh chị, thì sợ nó nhiều thứ nó xảy ra thì người ta cũng không có dám nhận cái phần đó, người ta sẽ giống như nhà sát bên chú anh chị, giống như là hồi nãy Quy nghe cô nói là cùng cha khác mẹ với cô đó, thì nhưng mà người ta sẽ nhà người ta phụ trông coi bé nhỏ với cô luôn đó. Thì bây giờ là Quy sẽ kêu xe để đưa chị và con gái lớn của chị vào bên trong bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh để nhập viện kịp thời chú anh chị. Bây giờ cô bữa nay qua đây á thì con cũng được cô ngồi đi con đứng nói chuyện cô xíu. Con cũng được quý mạnh thường quân là cô Yvonne Trương á có nhờ con đem qua đây gửi cho gia đình mình là hai lon sữa. Hai lon sữa đó là sữa của nước ngoài rất là tốt luôn. Để chúng con chỉ cô cách pha này kia. Với lại số tiền là 2 triệu đồng để giúp đỡ cho hoàn cảnh. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái số tiền 2 triệu đó con có thể là con giữ lại để lo cho chị nha. Cô có cần tiền để cô sử dụng này kia không? Tôi lo cho con tôi. Vậy là cái phần đó con sẽ giữ lại để lo cái phần viện phí này kia cho chị ha. Với lại mua đồ này kia. Ha. Rồi này sữa cháo thôi à. Dạ. Sữa ở nhà của bé có uống sữa gì con? Mua cái sữa gì á phép cho cậu hai coi. Ở nhà còn sữa không chị? Mới mua hôm qua mới năm hộp ở năm ấy nè cậu hai ơi. Tôi không có, tôi đi mượn tiền bà mười chú anh chị. Tôi đi mượn tiền bà mười hôm qua tôi mua cho nó năm bịch đó. Sữa tươi chú anh chị, sữa tươi để pha cho bé nhỏ uống á. Dạ. Dạ, miễn ta sữa hay là chị cháu ăn liền không? Miễn chị bỏ. Dạ. Kinh, quay với kinh đâu mày? Đây chú anh chị. Sữa tươi để lo cho bé nhỏ uống á. Tại vì bệnh của chị là bệnh nó cũng là di truyền ở chú anh chị, bởi vì không có thể nào mà bú sữa mẹ được, bây giờ nhà mua sữa tươi để cho bé nhỏ. Thì hôm nay Will ở đây á cũng nhận được sự trợ duyên của cô Yvonne Trương sẽ gửi cho gia đình là hai lon sữa. Con để vô chú ơi. Là trong người cô không có bị bệnh tiểu đường không cô? Tôi không có bệnh tiểu đường, tôi chỉ có tim như tiêm. Đau lưng gì dạ rồi dạ tôi. Dạ gì thì uống được dạ. Cái sữa này á dạ. Như ban đêm trước khi cô đi ngủ á dạ. Cô pha một ly nhỏ với 2-3 muỗng sữa đó, cái nước đun sôi mình mà để nó còn ấm ấm á dạ. Dạ chứ đừng pha nước sôi nha, pha nước sôi là mất chất nha dạ, dạ. Đó cô pha một ly trước khi ngủ cô uống dạ. Hoặc là những ngày nào mà cô mệt trong người mà ăn không được á dạ. Dùng cơm không được á dạ. Thì cô cũng pha uống đi, nó sẽ bồi bổ chất cho cô no á, không đói nha dạ. Đây cái này là phần sữa con gửi cho dạ. Cô cảm ơn cậu hai con. Dạ, hello. Cô để lại trên dạ. Giường lại đi. Với lại hôm nay qua đây á, cô cũng cho Huy, cô Yvonne Trương cũng cho Huy trích cái phần tiền của cô là 2 triệu để giúp cho hoàn cảnh. Nhưng mà hiện tại bây giờ Huy sẽ giữ lại cái phần tiền đó để đưa chị Feli vào bên trong bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh để nhập viện của chú anh chị. Nhưng mà thôi thì con sẽ trích ra 500 để cô ở nhà cô có thể cô nhờ ai mua sữa này kia cho bé nhỏ ha. Dạ. Con nhớ lấy bảo hiểm này kia của mẹ nữa nha. Rồi vậy con ở đây con gửi cô 500 trước ha. Còn cái 1.500.000 còn lại thì con giữ. Và lại với lại cái tiền viện phí này kia con sẽ coi và con thanh toán này kia ha. Dạ. Dạ rồi. Hiện tại đứa con gái lớn của chị Philly chú anh chị đang soạn đồ để đưa chị vào bệnh viện để nhập viện. Anh Huynh bây giờ mình liên hệ xe nào ta, hay là gọi taxi? Thôi gọi taxi đi. Gọi taxi đi chứ điện. Dạ. Chứ điện các anh thanh niên xung kích này kia cũng sợ các anh bận này kia. Với lại đi taxi đi cho nó tiện cho nó gần. Dạ dạ dạ. Mày
chính giờ đồ là mò mà nè nên mang gạch vô mà thắp bột có bây giờ tôi chờ tao bình hay vô bình thị nghe tao như bình thị vậy nghe em rồi đặt bình thị chơi bình thị hoặc là cái tô cảm ơn á lấy bình thị với cảm ơn này kia theo để mua đồ này kia mấy thứ lặt vặt đó mình đi mua ở nhà mình có mình đem theo đi khỏi vô mua ở trong bệnh viện ở đây cũng tiện chứ anh chị tại vì bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh là sát với vách nhà vách tiệm á tiệm của nhà Huy á là sát bên luôn thì Huy có thể đến thăm hỏi này kia tiện hơn đờ kia nha dạ nó sư dạ sư phụ túi dạ 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 kính thưa chú anh chị thì hiện tại Huy đang đưa chị Feli á vào bệnh viện đa khoa Trà Vinh để nhập viện chú anh chị thì xe Huy có kêu tới chỗ ngoài rồi đó. Chỉnh lão bảo huyên uất chanh gì? Dạ kính thưa chú anh chị thì hiện tại Huy và anh Minh đang ở đây là bệnh viện đa khoa của tỉnh Trà Vinh chú anh chị bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Trà Vinh thì Huy và anh Minh em chị vào đây cấp cứu thẳng ở đây luôn chú anh chị điều kiện cấp cứu ở đây nó cũng giống như là cơ sở vật chất mới chú anh chị rất là tốt thì chị điều trị Huy sẽ thấy nó sẽ ok hơn anh Minh hãy xe đó phải không tao thiệt vào vô đi. Dạ kính thưa quý chú anh chị thì hiện tại Huy ở trong cái chỗ mà cấp cứu chú anh chị ở đây người ta không cho mình ghi hình nha thì quý chú anh chị thông cảm cho Huy nha. Vì chú ra ngoài con thanh tiền con tốn tiền xe cho chú luôn ha. Dạ. Ừ. Để chút nữa con vô đại diện làm giấy cho. Ủa tài hồi nãy tiền xe bao nhiêu con gửi luôn? Hết hết chung chung rồi. Chú anh chị thông cảm cho Huy nha, bệnh viện không cho ghi hình đó chú anh chị. Chừng nào mình được chuyển vào phòng á, chuyển vào phòng người ta mới cho mình ghi. Vậy chú thấy một con nha. Tiền xe 200 nha quý chú anh chị. Con ra ngoài con khai họ tên của con cho bác sĩ à, người nuôi á. Dạ, Sơn Thị Huỳnh Như. Hả? Sơn Thị Huỳnh Như. Sơn Thị Huỳnh Như ha. Dạ. Số điện thoại số mấy? Dạ, điện thoại con 098 424 4436. Anh tên gì? Em tên Huy. Có gì liên hệ số đó cho em. Rồi, qua với bệnh đợi xíu nha. Dạ. Thì bây giờ các y bác sĩ đang đo cái nhịp tim này kia của chị Feli đó. Huy nghe nhịp tim rất là nhanh luôn chứ anh chị. Tại vì là chị đang mệt trong người đó. Nhịp tim rất là nhanh luôn.
Dạ, kính thưa quý chú anh chị, thì hiện tại Huy đã đưa chị Ferry vào bên trong nhập viện với chú anh chị. Thì thủ tục này kia đã xong hết. Hiện tại chị đã được vào trong phòng để theo dõi á. Thì bây giờ Huy sẽ đi ra ngoài căng tin của bệnh viện, Huy mua nước sôi với lại cơm cho con của chị Ferry và là cháo cho chị Ferry luôn. Hình như chị Ferry chưa ăn sáng giờ, chưa ăn uống gì hết chú anh chị. Dạ rồi, Huy kính thưa quý chú anh chị, thì Huy đã có mua nước cơm này kia cho chị Ferry đó. Thì Huy sẽ đem vào trong cho chị và con của chị Ferry giống như ăn uống nha chú anh chị. Thì dạ rồi, chắc Huy xin kết thúc clip tại đây chú anh chị. Huy kính chúc quý chú anh chị một ngày mới an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Và hãy giống như luôn đồng hành và giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Ferry hiện tại rất là giống như rất là cấp bách, rất là khó khăn đó chú anh chị. Dạ Huy xin chào tạm biệt ạ.